Nào, mời các bạn cùng show review sản phẩm sữa dừa Bến Tre đóng bánh nha. Về kích thước thì sữa dừa này đúng như một viên gạch, chiều dài 20, chiều rộng 10 cm và chiều dày 5 cm, được đóng gói rất cẩn thận bằng màng co và thể tích nó rất gọn, nên phí ship chuyên trở từ Bến Tre ra Hà Nội khá rẻ. Thế nào là một loại sữa dừa tốt? Thì theo kinh nghiệm của Sâu là cái loại sữa dừa này nó không bị mốc là loại tốt. Khi mà đã được xử lý rồi ta ngửi thì không thấy cái mùi ngai ngái của mùi mốc là một sản phẩm tốt. Cái sản phẩm này Sâu mua online đã được 1 tháng, để trên vườn để bạn xem đầu to đầu nhỏ, vì nước mưa nó lọt vào trong này thì cái đám gói cái đầu này nó co lại nhưng nó vẫn hở một tí, thế thì nó nở to ra như thế này. Nếu như mà xử lý không tốt, ở trong này còn một số thức ăn dinh dưỡng cho rêu mốc ấy, thì lập tức rêu mốc sẽ bám vào và các bạn sẽ ngửi bằng mũi, sẽ thấy cái mùi mốc ngay. Nhưng Sâu đã ngửi rồi và không hề thấy mùi mốc, thì Sâu đánh giá đây là một sản phẩm tương đối tốt và giá cả rất phải chăng. Các bạn ở Hà Nội thì canh thì hoàn toàn có thể mua online trên Shopee. Và cách xử lý thì các bạn chỉ việc ngâm thôi, thể tích nó sẽ nở ra rất nhiều. Còn nở ra bao nhiêu lần thì sau khi Sâu xử lý xong sẽ có một cái đánh giá thật khách quan cho các bạn thấy. Và khi mà các bạn muốn cho nó rời ra ấy, thì các bạn ngâm vào nước. Nhưng mà nếu mà ngâm nước lạnh ấy, thì cũng rất là lâu để cho nó nở ra thành một cái thể giá thể tươi xốp được. Và cái cách hay nhất ấy, là các bạn dội nước sôi vào, để vào trong một cái chậu, cái xô gì đó, bạn dội nước sôi thì nó sẽ rất mau nở thể tích. Và cái hay của dội nước sôi nữa là lỡ nếu bên trong lòng sâu trong này còn sót một cái chất chát hay một cái loại gì đấy nó không phải là một giá thể trơ, thì cái nước sôi nó sẽ khử bớt, ta sẽ được một cái giá thể rất tốt. Nào, chúng ta cùng nhau dội nước sôi vào. Khi đấy các bạn thấy chưa, chúng ta khi dội nước sôi vào thì tự nó đã giã ra rất là nhanh, và tất cả những nấm mốc trong này đều được khử hết. Và hay nhất là ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải chờ đợi. Cái chậu của tôi đây là chứa khoảng 10 lít, mình hoàn toàn tính lít ra được, xem cái nở, hệ số nở gấp bao nhiêu lần. Cái viên gạch này 2 deci chiều dài nhân 1 deci chiều rộng bằng 2, 2 nhân chiều dày 0.5 thì lại bằng 1. Cho nên là thể tích của cái viên gạch sơ dừa này đúng là 1 lít. Ta thử xem là có được đầy cái chậu 10 lít này không. Để cho nhanh thì các bạn có thể dùng một cái que, một cái đũa ta chọc để cho tất cả các bề mặt nó đều được tiếp xúc với nước sôi. Ta gạt mấy cái phần bên ngoài đã phân rã này xuống thì cái lõi ở trong thì nước nó dễ ngấm vào hơn, nó sẽ nhanh hơn. Hiện nay là đã giá thể sữa dừa tan ra chưa đến một nửa viên đâu, mà nó cũng lên được đến 3 lít rồi. Tức là sơ bộ phần ngoài là đã được nở gấp 3 lần thể tích. Đấy, các bạn thấy chưa, bên trong lòng vẫn khô, chứng tỏ là được ép rất chặt. Khi nó đã nóng này rồi mà có thiếu nước sôi thì các bạn chỉ việc có thể là dội nước lạnh được, nhưng mà tốt nhất thì ta lại bổ sung thêm một tí nước sôi nữa, như thế là chắc là cũng phải đến 10 lít nước sôi thì mới đủ rồi. Các bạn chờ Sâu một tí nhá.
Vậy là dùng nước sôi chúng ta chỉ cần chờ khoảng 10 phút là đã được một cái chậu sơ dừa tơi xốp như thế này. Và ước chừng cũng tương đối chính xác là thể tích nó nở gấp 6 lần. 6 lần kích thước ban đầu. Vậy nếu mà tính theo lít thì từ một thể tích của một cái viên gạch sơ dừa này là 1 lít, ta ngâm ta sẽ được 6 lít sơ dừa. Mà 6 lít sơ dừa tơi xốp này thì các bạn trồng được nhiều lắm. Còn theo kinh nghiệm của sâu thì sơ dừa này nó dẫn ẩm quá nhiều. Nếu như các bạn trồng thủy canh ấy, thì cũng rất dễ bị mốc nó xâm nhập. Đối với cây lớn rồi thì không sao, nhưng những cây mầm mà gieo trên cái giá thể quá tơi xốp mà các bạn canh cái độ ẩm nó không tốt ấy, thì rất dễ bị nấm mốc nó ăn thịt cây con của các bạn luôn. Trong trường hợp này thì các bạn có thể là ta đấu trộn với lại perlite vào theo tỷ lệ 1:1 thì cái giá thể này nó lại giảm được cái độ ẩm đi, mà perlite thì nó dẫn ẩm kém hơn sơ dừa, cho nên là cái hệ số thẩm thấu của nó sẽ thấp xuống thì rất vừa phải với